Chào. Phải công nhận là chuyện con cái đang rối lên như cành hẹ mà xem ra ông vẫn bình chân như vậy nhỉ. Tôi biết kiểu gì ông cũng sang nên đợi ông để bàn luôn thể. Ông cứ làm như là tôi quan tâm việc này lắm ấy. Thì ông chả đang ở đây là gì? Này, tôi ấy chỉ là thân phận làm lẽ thôi. Mà ông đoán cũng giỏi như thần ấy. Tôi nói cho ông biết nhá, tôi ấy là tôi lo cho cái thằng Hoàng Anh. Trong lý lịch của nó không thể nào có tên một thằng anh mang án được. Đã có kết luận gì đâu. Đợi có kết luận ấy thì thằng Đông rũ tù rồi. Tôi nói cho ông biết nhá, có quyết định khởi tố rồi đấy. Khởi tố à? Nhưng sao ông biết? Ấy, biết hay không biết ấy, là cái quyền của người có tiền. Mà điều đó thì ông không hiểu được đâu. Tôi còn biết ấy, thằng ấy đã giám định thương tật 23% rồi đấy. Tôi biết thằng ấy. Tôi gặp nó một lần rồi. Thằng này đúng kiểu như là Chí Phèo rạch mặt ăn vạ ấy. Này, cái thằng Danh ấy cứ vứt cho nó một nắm tiền là xong. Nếu chỉ vì tiền thì không khó giải quyết. Đúng là khẩu khí giang hồ. Theo tôi được biết ý, thằng Danh con ấy nó nợ đầm nợ đìa đôi 300 rồi. Cho nên muốn chẹn họng nó đơn giản thôi, vứt cho nó một nắm tiền là xong. Đôi 300 kìa. Đôi 300 đấy. Sao? Làm cái gì mà lo lắng thế? Hả? Yên tâm đi, ông đang có một ông bạn không thiếu gì ngoài tiền nhá. Có tiền oách quá nhá. Oách quá chứ còn gì nữa. Ông cũng hiểu điều ấy. Ngày xưa chính ông ấy đã dấn thân vào giang hồ nơi nguy hiểm nhất. Là ông muốn đổi đời giống tôi, có đúng không? Thôi bây giờ thế này, ông muốn gì cứ nói toẹt ra đi, đừng có vòng vo nữa. Thôi được rồi, ông đã nói thế thì tôi cũng nói nhanh cho nó vuông nhá. Bây giờ thế này, tôi sẽ lo cho thằng Đông sạch sẽ. Còn về phần ông ấy, ông nhường bà ấy cho tôi. Tôi đón vợ tôi lên thị trấn. Tôi nghĩ ông không được quyền gọi một chữ vợ đối với bà ấy. Ờ hay. Tại sao tôi lại không có quyền nhỉ? Bà ấy sinh cho tôi một đứa con trai, tôi phải gọi bà ấy là vợ chứ còn gì nữa. Hả? À, không hợp lý à? Thế nào? Chỉ một cái gật đầu nhẹ của ông thôi, mọi việc sẽ xong xuôi đâu đấy. Lần này tôi lại làm ông thất vọng. Cuộc thương lượng coi như đổ bể. Sao thế? Thằng Đông nó vi phạm pháp luật. Cứ để cho pháp luật xử lý. Cứ để cho pháp luật xử lý. Hay nhỉ? Ông lại khoanh tay để yên cho thằng con trai rũ tù à? Hả? Một thằng con trai duy nhất của ông. Ai nói với ông là tôi chỉ có một thằng con trai duy nhất? Thằng Hoàng Anh cũng là con trai tôi đấy thôi. Nhầm rồi, nó là con trai đẻ của tôi. Nó cũng là con trai của tôi nữa đấy. Nếu ông cố tình không chịu hiểu như vậy thì thôi. Thôi, suy nghĩ đi nhá. Chào ông.
ương thế nhỉ? Gật đầu một cái là xong. Tiền thì không thiếu. Chết cha mày đi.